bến Ninh Kiều chúng ta đang xuất phát đi chợ nổi Cái Răng. Đấy, bây giờ là đang tờ mờ 5:10 sáng. Đây là thông tin chợ nổi Cái Răng. Thì ba bọn mình tới thẳng ở bến là thuê riêng một chiếc tàu để đi chợ nổi.
của chợ nổi Cái Răng. Thì chúng ta cùng nhìn thấy sáng sớm là người ta bắt đầu bán trái cây. Người ta bắt đầu bán trái cây. Người dân ở đây thức dậy rất là sáng, rất là sớm. Mấy cái thuyền người ta bán trái cây đó, khóm, một thuyền khóm đầy đủ. Ở đây là cam, dậy từ sáng sớm để chuẩn bị chợ. Những cái ghe trái cây rất là tươi. Đây hình ảnh bình minh sắp lên rồi mọi người. Chợ nổi Cái Răng. Sáng sớm ở đây người dân của chúng ta rất là tấp nập. Đây, trời ửng sáng. Và bây giờ là hiện tại 6 giờ kém 15 nha các bạn. Chắc là mất tầm khoảng nửa tiếng ấy. Từ bến Ninh Kiều về chợ nổi Cái Răng thì chúng ta bắt đầu đi tham quan mấy cái thuyền trái cây ở chợ nổi. Người dân thức dậy từ sáng sớm để buôn trái cây. Đây là thuyền hủ tiếu lúc sáng sớm các bạn. Đây hủ tiếu thật sự là hủ tiếu một cây thật sự. Hả? Dạ. Ôi mình bán sáng sớm vậy à cô? Dạ cô bán sáng sớm. Dạ. 5 giờ mấy là cô bán rồi? Cô bán tới mấy giờ là xong à cô? Dạ 9 giờ. Tới 9 giờ. Chợ của mình có nghĩa là đông tầm khoảng 2 tiếng á cô ha. Dạ. Dạ. Tầm 2 tiếng là nó chưa trở lại. Dạ. Chị ăn gì chị? Mình ăn nhìn thấy cái món đó là hấp dẫn đúng không các bạn? Bắt. Đây. Hủ tiếu mình đây. Hủ tiếu chờ rồi Cái Răng chính hàng luôn các bạn. Ở
Sài Gòn mình rất là nhiều điều mà vào đây được. Lần đầu tiên thì đó là cô vừa bán hủ tiếu vừa bán bún riêu cua cô? Hả? Cô vừa bán hủ tiếu vừa bán bún riêu cua. Bán hủ tiếu và bún riêu cua. Dạ. Rồi nuôi. Nuôi. À, cô ăn nuôi. Cái này là bún riêu cua đúng không cô? Ờ, là bún riêu cua rồi bà. Rồi ăn mắm không? Mắm mắm em. Dạ, ăn bún rồi. Cứ bỏ, nếu mà thấy cô cảm thấy ngon thì cứ bỏ cho con. À, con ít dạ, cô mình bán cái thuyền hủ tiếu nó bao nhiêu đâu cô? À, cô bán gần 20 năm rồi cô. Trời ơi, 20 năm với cái thuyền hủ tiếu này. Mà già già rồi cô. Không, cô còn trẻ lắm chứ không có già đâu. 60 tuổi rồi. Nó muốn của mình. Thường thường cô bán một tô này bao nhiêu hả cô? Dạ 40 con. 40 nghìn luôn à? Dạ. Nó mắc vậy. Đi chơi mà vui. Dạ. Em ăn gì em hủ tiếu em ăn mua vậy em nói cái ngồi trên em á em chụp hình nè lưu niệm. Dạ. Đi tiếp hành trình của mình ăn xong rồi. Nghĩa ăn nuôi à? Dạ. Đây là tô bún rêu cua tại chợ nổi Cái Răng. Có giá 40.000 đồng. Nhìn rất là hấp dẫn. Đây, cô bán hủ tiếu ở đây. Cô đã thức dậy từ sáng sớm để bán cái gánh hủ tiếu này. Và gánh hủ tiếu này là cô đã bán được khoảng 20 năm rồi. Dạ, bún riêu cua, hủ tiếu rồi. Đây, đây, coi. Nè, anh ăn lấy cái mà em bán. Rất là ngon. Chị, của chị nè chị. Của chị bún không? Ủa, cỏ cỏ chuối hay là bò con vậy? Rồi rồi. Con ăn nuôi à? Để nó bún tôi luôn đi. Bây giờ là mình thưởng thức cái tô hủ tiếu ở chợ nổi Cái Răng. Rất là nhiều. Cô ơi, ớt hơi nhiều, cô có cái gì không để con bỏ cái ớt này ra với? Bỏ, ta bỏ đại đi con, bỏ đại. Bỏ dưới sông luôn hả cô? Gia vị cũng hơi nhiều. Trời ơi, mà nghe chúng tôi nói tiếu quá. Đây. Hấp dẫn lắm các bạn. Nhìn này. Bún riêu cua, cua rất là nhiều. Cảm nghĩ của em như thế nào khi ăn tô hủ tiếu này à Nghĩa? Ngon chị. Ngon à? Kim ăn bún riêu cua như thế nào à Kim? Ngon à.
cái vị ở đây khá là ngon, nó không có trộn lẫn mấy cái vị ở trên thành phố đó các bạn. Các bạn thử đi Chợ Nổi Cái Răng một lần và thử ăn tô hủ tiếu ở ngay trên gánh thuyền ở trên sông nha các bạn. Chú ơi, sáng nào cũng khách quen cái gánh hủ tiếu này chú. Sáng nào cũng khách quen à. Chú em, chụp hình dễ lên đừng cầm thấy đẹp. Dạ. Đăng dễ á. Dạ. Chân giả chơi dạ. Dạ. Ở đây người ta bán thò dưa hấu chục nhiều đúng không? Chợ Cái Răng là mở, nó bắt đầu khởi động có Chợ Cái Răng là chợ có người ta ra buôn bán là mấy giờ ạ? Sớm lắm. Rồi chú chạy về đó anh ơi. Chú đang chạy về đó nha. Rau củ quả mà cái này hàng này là nó lên chợ nó bán cho cái buổi ăn trưa của mình đó, cho nên á là giờ này nó phải có mặt ở trên chợ hết rồi đó, mà nếu mà nó trễ quá thì nó trễ của chợ, cho nên giờ này nó vắng rồi, nhưng mà cái người tham quan đó không đi sớm đâu thấy đường đâu thấy rồi mà xem, cho nên cũng phải đi thiệt mạnh vậy là nó chạy đấy cũng là nhộn nhịp rồi đó, nhưng cái người mua bán thì không có nhiều, người bán nó bán mua bán là ít hơn ngày xưa so với ngày xưa nhiều rồi đúng không? Đúng. Giờ
này bớt cái lượng người mua nhiều này. À. Chủ yếu là cái người tham quan đây, vô đó tàu vô ào 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 thấy không? Mà giờ đông đúc nhất là giờ nào chứ? Dạ, 5 giờ sáng. Nhưng mà ngày 4-5 giờ sáng mình vô thì đâu thấy người tham quan. Dạ đúng rồi. Tối, cho nên người ta đi, mình đi. Hàng trái cây, hàng nước, quen trò du lịch, tiền buôn bán, chủ yếu là buôn bán dành cho người du lịch đúng không chú? Nó bán là cho mấy người du lịch nè, còn cái ghe này nó mình mua nó không bán đâu, mình mua ít nó không bán đâu. À, cái này là bán sỉ đúng không? Bán bán buôn vậy á. Đó, nó mua bán là vậy đó, cái ghe đó nó bán qua ghe nhỏ này nè, nó bán vậy đó, ghe nhỏ nó đang mua đó. Nó chất đầy ghe đó ăn hết. Bán luôn là vậy đó. Anh em nó xong là nổi là vậy. Ra để nó mua là nó Thái Lan à? Ờ nó mua đem về chợ nó bán lại đó. À. Giống này là giống chợ bán buôn ấy. Chợ bán buôn đó. Nếu mà bán lẻ thì thường bán chỉ có dành cho bán cho khách du lịch. Và khách du lịch thì chủ yếu là mua đồ thực phẩm trái cây rồi vậy làm nhặt cây ra mấy tụi nhỏ nãy rồi. Dạ, bán nó bán ra đó, ví dụ ghe nó đang mua đấy không, nó đầy ghe đó thấy không, nó bán một ghe đó rồi đó. Ừ, giờ đây con chụp bánh khắc nè. À, bọn mình đón bình minh ở trên sông Cái Răng. Giờ này là giảm bớt sôi nổi rồi đó. Nếu mà giờ mà sôi nổi nhất của chợ là lúc 5 giờ sáng. Lúc đó thì trời mới rạng sáng thì nó ít cái du lịch hơn. Nên là lượng đò ở đây này chủ yếu là đò buôn chứ không phải đò buôn bán chứ không phải đò du lịch giống như hiện tại. Bây giờ mình quay lại.
kết thúc hành trình ở đây.